Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi các đơn vị chức năng yêu cầu giám sát kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ, Bộ nhận được thông báo của Cục An toàn Thực phẩm xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu kiểm tra theo hình thức trực tuyến 5 doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây đông lạnh có lô hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong số 12 doanh nghiệp phía Trung Quốc đưa ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị chức năng thống kê, cập nhật đầy đủ danh sách các đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, cập nhật các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm an toàn theo quy định của Việt Nam và các yêu cầu trong xuất khẩu nông lâm thủy sản vào Trung Quốc. Bộ Công Thương đang xin ý kiến các cơ quan tổ chức, người dân và doanh nghiệp về Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14 ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14 ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ đưa lộ trình từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, hàng xuất khẩu theo phương thức tiểu ngạch sẽ bị giảm dần số lần, số tiền được miễn thuế. Hàng xuất khẩu tiểu ngạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc, chỉ cư dân khu vực biên giới mới được phép xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân và phải có mặt trực tiếp làm thủ tục xuất cảnh. Từ năm 2026, hàng xuất chính ngạch vào Trung Quốc sẽ làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và các cửa khẩu phụ, lối mở đạt thỏa thuận song phương về xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2027, tạm dừng xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở chưa đạt thỏa thuận song phương về trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới. Đến mùng 1 tháng 1 năm 2028, các cửa khẩu lối mở chỉ làm thủ tục thông quan cho hàng đã được cấp phép xuất chính ngạch sang Trung Quốc. Mục tiêu của nghị định sửa đổi là nhằm giải quyết các khó khăn tồn tại, đưa hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân biên giới về đúng bản chất, không cho phép lợi dụng hình thức trao đổi cư dân để buôn bán lớn. Nhằm góp phần phản ánh bức tranh về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển lực lượng doanh nghiệp, hôm nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức diễn đàn tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững. Khó khăn là nhận định chung được đưa ra tại báo cáo của các tổ chức, định chế tài chính và chuyên gia khi đề cập tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Kinh tế toàn cầu được dự báo có thể sẽ tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tái định vị để thích ứng và tăng trưởng ổn định, bền vững. Các doanh nghiệp sản xuất là cần phải có những cái đầu tư nhiều hơn về dây chuyền thiết bị máy móc, nâng cao những cái năng lực về ứng dụng những cái công nghệ thông tin, nhất là trong cái việc số hóa và chuyển đổi số để làm sao là quản trị doanh nghiệp, làm sao là tiết giảm được những cái chi phí và để làm sao tiếp cận được những cái thị trường. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, vẫn cần có những hướng dẫn, định hướng cụ thể của nhà nước giúp doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tái định vị hoạt động kinh doanh thông qua đổi mới sáng tạo, nắm bắt kịp thời những cơ hội mới, kịp thời cập nhật những điều chỉnh trong quy định quốc tế. Thưa quý vị, Thái Nguyên vừa chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản, đặc biệt là vấn đề cấp phép quản lý, kiểm tra sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác và các mỏ đá trên địa bàn toàn tỉnh. Thái Nguyên hiện có gần 20 mỏ đá được cấp phép hoạt động, trong đó nhiều mỏ trong quá trình hoạt động đã khai thác không đúng thiết kế, nên khi nổ mìn gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường. Theo quy định, tất cả các mỏ đá phải khai thác cắt tầng từ trên xuống, nhưng phần lớn các mỏ đá thực hiện từ dưới chân theo kiểu đánh hàm ếch, vì mỗi khi nổ mìn, lượng đá sụt xuống sẽ năng suất hơn. Việc này gây mất an toàn và lượng bụi phát ra rất xa, khó để xử lý bằng vòi phun nước. Việc các cơ quan chức năng tăng cường quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm những vi phạm của các mỏ đá hoạt động không đúng quy định sẽ ngăn ngừa tình trạng mất an toàn lao động, giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm kết nối 10 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Đáng chú ý, phiên giao dịch lần này kết hợp triển khai thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với các tỉnh thành phố. Lãnh đạo Cục Việc làm cho biết, qua quá trình kiểm thử, cho thấy bộ công cụ đã đáp ứng cơ bản nhu cầu của các trung tâm dịch vụ việc làm trong việc kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động.
Bên cạnh đó, bộ công cụ được thiết kế thống nhất, các mẫu biểu báo cáo nên rất thuận tiện trong việc thống kê báo cáo khi kết thúc một phiên giao dịch việc làm, đồng thời cho phép cán bộ quản trị tại các trung tâm dịch vụ việc làm quản lý hiệu quả quá trình kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Với bộ công cụ này, doanh nghiệp không cần đến trung tâm dịch vụ việc làm, vẫn có thể triển khai phỏng vấn người lao động. Kết thúc phiên giao dịch, doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin của người lao động, tình trạng phỏng vấn đạt hay không, có thể theo dõi tình trạng việc làm của người lao động sau khi phiên giao dịch kết thúc. Thưa quý vị, sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao ở Hồ Tây, Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại. Các loại hình dự kiến được mở lại: tàu du lịch, thuyền, xuồng, cano, xe đạp nước trên hồ. Ngoài ra, thành phố cũng muốn Hồ Tây phát triển nhiều dịch vụ du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn thể thao, biểu diễn nhạc nước, khinh khí cầu, bay dù lượn, kinh doanh sân tập gốp nước trên hồ. Việc sử dụng không gian mặt hồ phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch và vui chơi giải trí phải được Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cấp phép. Cục Hàng hải Việt Nam cho biết trong 2 tháng đầu năm 2023, Cảng biển Việt Nam đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu lượt khách thông qua. Riêng tháng 2 năm 2023, số lượng hành khách qua Cảng biển đạt hơn 587.000 lượt khách. Đáng chú ý, thời gian qua, số lượng du khách nước ngoài qua Cảng biển có xu hướng tăng mạnh. Nếu tháng 1 năm 2023, số lượng khách nước ngoài qua Cảng biển nước ta đạt hơn 14.900 lượt, thì sang tháng 2, con số ghi nhận là 31.394 lượt, tăng gấp đôi. Những con số này được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với thị trường tàu biển du lịch nước ngoài, đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch.